Rồi, má ăn cá bự lắm nha anh em. Trời ơi. Từ thôi, từ 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 thôi. Đó anh em thấy không? Đó. 4 kg gì vậy? Trời. Đuối lắm mày. Má, không có giật mày ơi. Chạy nó mà tao bắt được mày coi. Nè, gói dây này khùng, gói đứt á. Thật thế cả anh em ơi. Chạy nó đi ở cái xả linh tao lôi nó lên là dây 10 lần vậy là đủ quá tao nắm giò lên luôn rồi nắm đuôi nó chừng nó quán cỏ không bộ dễ gì mày cứ tin tưởng tao đi đủ má bình chưa trời ơi trời anh em thấy gì chưa anh em không có giờ bắt hay lâu nha 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 anh em nè anh em coi nè cái này anh em đón nhiêu cái cần bụng chưa lên nắm đuôi đi chưa để chúng chạy hồi nữa mới được mày đừng có tin tưởng ở tao đi đụ má mà tao bắt không được cá này mày thường tao trời ơi, giờ lắm tao có quay video lại mà không sao mày nói gì nó vô đây chưa à không sao có giờ xúc lên nãy giờ nó quấn một cục luôn rồi thấy rồi đủ má cái này là đủ công nãy sáng giờ đó mày không đuổi nó luôn bu lên bu lên xả nha xả nãy giờ mà má nó có gì chân trơn vẫn chụp hết nhất quá im lắm nha anh em mà nãy giờ có tôi mày cầm ơi tự mày làm đi đừng cắn vô đủ má đứt dây đâu đội cắn anh em nãy giờ có tôi có túi mà tôi không hay anh em lòi 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 rồi đi đâu rồi đó bằng cả 2 phút mấy 3 phút này em lúc trước nữa mình chưa quay nha cái này bắt bò lâu ạ đuối chưa rồi chụp đuôi đi chưa để tuyệt đuối mới được nè nó còn mạnh lắm nè đây nè sao hồi hộp quá nó buông lên buông lên buông lên buông lên đúng rồi nè mình đi câu mình sáng mình quên em cái vợt nha các bạn cho nên dính cá bự nó hơi khó bắt quá lên. Cái này đòi mày đón mấy cái lực? 2 kg. 2 kg hả? Yeah. Rồi chụp đuôi đi đại ca. Chưa ông nội ơi, nó còn mạnh như trâu nè. Sợ dù cái lử á. Thử không vừa coi trời đủ. Má bắt con cá đúng đầu luôn. Lên cho ông nội. Nó mệt lắm rồi. Nãy giờ cá này nó ngớp ở ngoài ổ bụt này anh em. Trời ơi, thả cái kỳ luôn. Ê. Mày cứ yên, mày đúng má, mày đừng có hù tao ai Linh. Sao cục chỉ lên tới trên này luôn rồi? Ừ, chỉ nó không có cục, nó không có cục chặn. Nè, coi cá nè. Rồi, cầm chắc vô, đem lên luôn. Được. Thọt ra vô họng á. Lưỡi câu nó cầm. Đó, anh em thấy tôi bắt cá chứ không phải như thằng âm binh hồi nãy đụ má nè anh em ơi cá này bự quá anh em ơi đã lắm anh em ơi thứ gì chịu nổi rồi kết thúc clip nha anh em.